Thì con xin chào tất cả các huynh đệ cô chú nha. Thì trước đây con có chia sẻ video á là những cái cây mà con trồng ở bên đất của người ta chứ không phải đất của con, mà do người ta không có xây nhà sớm á. Anh thấy đất ở đây cũng tốt, rồi con trồng hôm trước rồi con thấy người ta xịt thuốc sâu. Rồi thuốc sâu thì mấy cái bụi cây thuốc từ bi con nó chết gần hết rồi, xung quanh đây là chết gần hết rồi. May sao mà con thấy cái cây cây này cây bồ đề hay cái giống gì của họ bồ đề con không rõ lắm, may mà cây này vẫn còn sống. Con thấy có rất là nhiều điều may mắn. Lúc trước con cũng thích trồng cây này lắm, ở chùa con đi đến á, đến chùa con thấy có một cái cây nhỏ nó mọc trong lòng của một cái cây chùm ngay. Rồi con tính xin phép, nói chung là con xin phép thổ thần và hộ pháp thôi. Rồi con mới bứng, mà thấy cây nó cứng, nó dài quá. Rồi hình ra con không có nở mà bứng cái cây. Rồi từ đó thì sao con cũng không để ý, sao tự nhiên cái cây này nó mọc sát góc nhà con. Nói chung là con thấy đó là một cái điều nó có gì đó rất là đặc biệt. Thì trong tâm linh thì con thấy cũng có những cái chuyện mà đặc biệt như vậy, con muốn chia sẻ để huynh đệ và cô chú mọi người biết cái điều gì đó trong tâm linh nó khá là đặc biệt mà nhiều khi chúng ta không để ý, chúng ta cũng không biết đó là sự thật, không biết và không tin đó là sự thật. Cây con cây hoa gì con cũng quên rồi. Đấy, yeah. Hôm nay con xiên tưới là tới mùa rồi, sao nó nở bông rồi. Con xin cảm ơn cô chú huynh đệ mình xem video nha. Con xin phép dừng video đây ạ.